sẽ dùng màn hình tinh thể lòng. Trong khi Apple Watch Series 5 vừa ra mắt cách đây gần 2 tháng, thì các thông tin về Apple Watch Series 6 đã bắt đầu được tiết lộ. Theo báo cáo mới nhất từ nhà phân tích Minh Chi Kuo, được MacroMod dẫn lại, Apple sẽ ra mắt mẫu Apple Watch của năm 2020 với hiệu suất mạnh mẽ hơn và khả năng chống nước được cải thiện. Ngoài ra, tốc độ kết nối Wi-Fi và dữ liệu di động trên Series 6 cũng được tăng lên đáng kể. Kuo tin rằng tất cả những công nghệ này sẽ được trang bị cho Apple Watch Series 6 nhờ táo khuyết chuyển sang màn hình tinh thể lỏng loại có thể uốn cong LCP, trong khi các mẫu Apple Watch Series 5 và trước đó chỉ sử dụng vật liệu polyamide hoặc PI. Cũng theo nhà phân tích này, hãng cung ứng tấm nền cho Apple Watch Series 6 sẽ là Đông San Precision, Avery Holding và Flexium Interconnect. Apple Watch Series 6 nhiều khả năng cũng được trang bị chip S6, do Apple thiết kế cho tốc độ nhanh hơn. Về khả năng chống nước, Cu dự báo Apple Watch Series 6 có thể đeo trực tiếp khi bơi hoặc tắm và chịu nước ở độ sâu 50 mét.